Chào các em. Hôm nay anh sẽ giới thiệu tới một cái dòng con quay gọi là con quay Blastop. Dòng con quay này thì nó lấy cái ý tưởng là tháo lắp dễ dàng cho người chơi, giống như cái con quay Nado. Thì cái hãng làm của cái dòng con quay này là cái hãng cũng dạng vừa vừa đó, nó là hội, nếu mà dịch ra tiếng âm Hán Việt mình là hội Phong Thái. Thì hãng này hãng nhỏ nên những cái sản phẩm của họ họ cũng 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 không có những cái phim riêng về 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 tự làm những cái phim riêng, mà phải làm những cái sản phẩm mà xin những bản quyền về nhân vật của những hãng làm phim khác. Thì về cơ bản thì hãng này họ sẽ làm những cái sản phẩm về con quay và yo-yo theo cái bộ phim Xia Anh Hùng Vũ Trụ á. Thì đây cái con quay của họ làm theo cái bộ phim này thì họ đặt là cái tên dòng sản phẩm là con quay Blastop. Thì cái dòng con quay này nó ra rất là nhiều mẫu rồi, khoảng hơn 40 mẫu. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu những cái mẫu mà con quay dạng dạng đôi, dạng kép á, có hai vòng á, thì mã nó sẽ từ số 33 cho tới số 40. Thì mỗi cái màu này, mỗi cái mã số này nó sẽ là đại diện cho một nhân vật trong 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 phim đấy. Thì về cơ bản thì cái cấu tạo nó thì giống nhau thôi, chỉ có mỗi cái con số khác nhau thì họ sẽ làm cái hình dạng của cái viền khác nhau và cái màu nó sẽ khác nhau thôi, nó sẽ đại diện cho một nhân vật khác nhau. Thì hôm nay anh sẽ chọn con màu vàng này, anh mở anh thấy anh nhìn thấy nó đẹp. Thì tất cả các con này thì nó giống nhau hết. Chúng ta có thể để bớt quá. Cái dòng con quay này thì nó gần như là nó cũng chẳng có cái gì khác biệt so với những cái khác trên thị trường. Nhưng nó chỉ được một cái là nó sẽ rất là, da nó sẽ rất là mềm so với cái khả năng của nó mang lại. Tại vì đây là một con quay có hai vòng, dạng như con quay kép, tương đương con quay Nado kép, mà giá nó cũng chỉ có 105.000 thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở hộp. Đây là con quay số 36. Thì con 36 này, cái hộp nó thì cũng rất là nhỏ, rất đơn giản. Xin đây có logo tên của cái hãng sản xuất ha. Đây là tên của nhân vật này, hình dáng con quay. Đằng sau này thì cũng chẳng có gì, thì chỉ có cái hãng này, đây là hãng làm ra cái bộ phim hoạt hình game Xia Anh Hùng Vũ Trụ đây. Thì tên nhân vật này số 36, tên của nó là rất là kêu là Bắc Minh Huyền Vũ. Đây hình dáng cái nhân vật này ở đây. Nhưng mà con quay thì dĩ nhiên là không thể giống như thế này đâu, nó chỉ có cái màu vàng thôi. Giờ anh bắt đầu sẽ mở cái hộp con quay này ra. Cái mã này không phải là download game ha, cái mã này chỉ là chỉ có là ép vào cái hãng này vào cái phần chat đó. Đây cái hộp của chúng ta thì chỉ có này, chỉ có một cái dây kéo con quay. Cái này đi, giờ anh sẽ mở cái này ra ha. Chúng ta có một con quay ha, con quay có hai vòng ấy, vòng kép ha, một cái dụng cụ tháo lắp, một cái đế quay ha. Thì anh sẽ quay cận cảnh trong cái con quay này ha. Nó có màu vàng rất đẹp. Theo cảm nhận anh thì cái chất liệu nhựa với lại cái vòng chiến đấu này nó rất là
chất lượng nó cũng cũng nhìn rất là tốt, nó không phải là loại rẻ tiền đâu. Cục quay này theo anh thì không biết con quay Nado, mà theo nhiều người trên diễn đàn nói là cái này nó giống của con quay Nado mà nó có thể xài được con quay Nado, thì nếu bạn nào có mua về thì thử, mà có con quay Nado thì cứ thử xem như thế nào. Đây là cái dây dây kéo ha. Thì để bây giờ để anh sẽ nó cái này nó lấy cái ý tưởng quay Nado là nó có thể tháo lắp, người dùng có thể dễ dàng tháo lắp, thì nó cung cấp chúng ta một cái dụng cụ để tháo lắp cái con quay này, thì anh sẽ tháo lắp ra cho xem nó như thế nào ha. Thì ở đây nó sẽ có ba cái chấu, đây sẽ ba chấu, nó tương với ba cái chấu này, chúng ta chỉ bỏ vào đây ta chúng ta mở thôi. Là đơn giản ha, đây đây ha. Rồi đó, anh đã tháo ra hết. Thì cái chất liệu nhựa ở đây thì nó rất là tốt, anh thấy là rất là tốt, nó không có dạng nhựa thừa, mà cái cảm giác nó nhựa nó là nhựa rất là trong, nó không dạng đục 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 đục, là thường là giống như dạng nhựa rẻ tiền mà tái chế, nhưng cái này thì không, nó nhìn rất là trong. Cái vòng quay này cũng nhìn thấy nó mạ cũng rất là cẩn thận. Thì đến bây giờ lúc nãy anh lắp tháo ra, bây giờ thì anh sẽ lắp lại. Thì thực ra nó cũng đơn giản thôi ha. Thì chúng ta có 8 mẫu này, thì theo anh nghĩ là chúng ta có thể đổi những cái vòng chiến đấu cho nhau được. À, vào rồi. Ồ, cái này chắc không phải rồi, cái này ở dưới rồi. Cái này lần đầu xài cũng hơi không được tin lắm. Tháo lắp cái này thì nó cũng đơn giản, nó chắc nó sẽ không có phức tạp như của quay Nado ha. Cảm giác cầm lên nó rất là nặng ha. Chắc chắn. Và bây giờ anh sẽ cho nó quay thử. Thì cái cách ấy con quay này như thế nào, quay như thế nào, thì con quay này chúng ta phải đút cái dây quay này vào trong cái đầu 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 đế gắn này vào ha. Chúng ta phải phải đút vào, thì trong khi đó chúng ta mới gắn khớp vô đây được. Thì trên đây nó có bốn cái khớp ha, thì chúng ta sẽ cái này các em mà mua về thì nhìn nó quay cái màu nó mạ rất là đẹp, mà quay rất là đẹp, cái màu nhựa là cái màu mạ rất là đẹp. Giờ anh sẽ thử cho ha, nếu anh không đút cái sợi dây vào thì đây cái này nó sẽ không dính lại ha, nó không ấy khớp vào cái dây, thì nó hai cái này nó mới bóp lại, hai cái đầu đỏ này nó mới bóp lại, nó bóp con quay vào. Bây giờ anh sẽ cho nó thi đấu với một cái con quay của cái hãng Tam Bảo, một con quay này nó cũng khá là độc đáo, anh sẽ có một bài giới thiệu về con quay này sau. Thì cái con quay Tam Bảo này là nó giá nó phải gấp gấp đôi con này. Đuổi nó không vào rồi. Mình sẽ cho nó di chuyển vào đây thì đó nó.
coi như một trận, con này nó hơi dừng lâu hơn chút, có thể là nó sẽ thắng để nó đi sau hết. Chúng ta sẽ đấu một hiệp nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đấu hiệp thứ hai, lần này thì anh sẽ cho con quay này nó quay trước. Cho con quay nó xích vào đây nha, nó sẽ đấu. Thì con quay này nó không, nó thay không thay được đế nha các em, nên nó cái đế của nó là dạng cân bằng, dạng ấy, nó ổn định ấy. Thì những cái sản phẩm khác thì để anh chưa mở ra xem là không biết cái đế nó sẽ thế nào, nhưng mà anh nghĩ về cơ bản là nó sẽ giống nhau, bởi vì giá thành ấy nó cũng không có chế tạo nhiều cái kiểu ấy, những cái kiểu đế khác nhau như 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 lần này thì nó vẫn thắng ha. Thì tổng kết lại thì chúng ta với 105 ngàn thì chúng ta có một cái con quay kép rất là cơ bản và chất lượng rất là tốt. Đó là cái điểm nổi bật nhất của con quay này, nó không không có những cái tính năng gì đó rất là đặc biệt, nó chỉ có những tính năng cơ bản nhất và cơ bản nhất của mỗi con quay để chúng ta chơi, và nó thực hiện rất tốt cái chức năng đó. Thì bài mở hộp của anh đến đây là hết, thì xin hẹn gặp lại các em trong những cái bài mở hộp những sản phẩm khác. Hôm nay chào tạm biệt các em.